Thưa quý vị, ngay khi Đà Nẵng trở về với trạng thái bình thường mới sau những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thì tình hình an ninh trật tự lại bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của số đối tượng trộm cắp tài sản. Đặc biệt thời gian gần đây, khi hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra tại những siêu thị mini, cửa hàng trên địa bàn thành phố. Chỉ chưa đầy 24 giờ vào cuộc, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên. Trung tuần tháng 10, thông tin về một siêu thị mini trên đường Cách Mạng tháng 8 bị trộm đột nhập, lấy đi số lượng lớn tiền mặt, được đội cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận. Rất khẩn trương, một tổ trinh sát được tổ chức tiếp cận hiện trường, thu thập manh mối còn sót lại. Khó khăn đặt ra lúc này là rất lớn, khi hầu như đối tượng không có sơ hở và thực hiện việc trộm cắp rất nhanh. Trong quá trình thực hiện thì đối tượng đã có cái việc là đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, và tắt hết các cái thiết bị quay phim, thiết bị điện, dẫn đến cái rất là khó khăn trong việc là xác định truy nguyên ra cái dấu vết như hình dáng, đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Với thao tác nhanh gọn, Công an quận Cẩm Lệ nhận định đối tượng dường như rất quen thuộc mọi vị trí của cửa hàng. Nhiều giả thiết được đội cảnh sát hình sự đưa ra để thảo luận và thống nhất biện pháp truy tìm bằng được đối tượng. Các tổ trinh sát tỏa ra tập trung rà soát mọi trường hợp khả nghi sinh sống xung quanh siêu thị và không lâu sau đã tìm ra được thủ phạm. Thì thông qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã sàng lọc, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tiến hành truy nguyên ra được cái đối tượng có dấu hiệu và có biểu hiện nghi vấn nhất. Thì từ qua đấu tranh, thì chúng tôi đã xác định được đây chính là đối tượng thực hiện cái hành vi trộm cắp. Đối tượng là Hoàng Như Phúc, 23 tuổi, quê tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan công an, Phúc thừa nhận đã đột nhập từ mái nhà của siêu thị mini và trộm cắp tài sản là 9 triệu đồng tiền mặt tại quầy thu ngân. Vì là khách hàng quen thuộc của siêu thị nên Phúc đã nghiên cứu kỹ mọi khu vực để dễ dàng hành động. Bên cạnh đó, Phúc còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác tại cửa hàng thức ăn nhanh ở Đà Nẵng và tại một siêu thị ở Gia Lai. Tài sản lấy được thì em thực hiện cho việc chi tiêu cá nhân với lại là em tham gia chơi chứng khoán ảo. Vì thu nhiều cho nên là em muốn gửi cái hạt đó, cho nên là nảy sinh ý định ạ. Chưa đầy 24 giờ vào cuộc, thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ đột nhập siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bị bắt giữ. Kết quả phá án này càng thể hiện rõ quyết tâm của những chiến sĩ cảnh sát hình sự khi đấu tranh ngăn chặn kịp thời những đối tượng lợi dụng thời điểm tình hình dịch bệnh để đột nhập trộm cắp tài sản của người dân.